Dạ, Thảo xin mến chào quý bà con của bác anh chị. Thì hôm nay là Thảo đang đi vào ở trong tỉnh Biên. Thì cái đường này là đi vào ở trong cái nhà của em Đạt. Em Đạt thì bị rắn cắn quý bà con khoảng 5 tháng mấy nay rồi. Nhưng mà cái vết thương thì thấy nó cũng đã lành rồi, nhưng mà nó vẫn còn đau nhức mà hành nóng sốt. Quý bà con cô bác, những cái đường này á, cây cối nó rất là tùm luôn. Thì rất là nhiều loại rắn ở trong cái vườn, cũng như là ở trong cái vùng núi này, rắn độc rất là nhiều. Thảo mời tất cả bà con cô bác anh chị đến thăm cái hoàn cảnh gia đình của em Đạt bị rắn cắn nha quý bà con. Mời mọi người. Xin chào mọi người đến thăm trường hợp của em này thì bị rắn cắn nè. Rồi chào chị nha. Dạ em chào. Dạ. Cho em hỏi là cái chân của em nó là bị rắn cắn là bao lâu rồi? Bữa nay nữa là 5 tháng mấy bữa rồi. 5 tháng tới 7 bữa rồi đó. Dạ. Là lúc mình bị là mình đi thầy. Như thầy, cái thầy chạy, thầy kêu mình về phải đi liền. Cần Thơ cũng chạy luôn. Rồi lên tới Chợ Gãy là gần 2 tháng. Còn cái 4 ngày là 2 tháng đó. Dạ. Yeah. Nằm Chợ Gãy mình tránh á. Mình có thể chia sẻ là hồi đó là như thế nào mà bị rắn cắn không? Em? Dạ, đi bữa đi trời mưa đi bắt ếch. Mình đi bắt ếch. Dạ. Ừ. Trời mưa đi bắt ếch thì mới bị rắn cắn. Là cái đó là buổi sáng hay là buổi tối? Dạ buổi tối. Tối 7 giờ tối. 7 giờ tối hả? Là mình đi bắt ếch, là mình đi xôi ếch thôi, nhái đồ đó hả? Dạ. Là mình đi mấy cái chỗ mà tùm hay sao? Dạ, đi ngang mấy bụi cỏ đồ đó. Không để ý thì nó cắn. Con rắn đó là gọi là con rắn gì? Dạ hổ bớm. Rắn hổ bớm hả? Dạ. Ôi, con rắn hổ bớm. Vậy là ở trong cái vùng này là thường thường là gắn gì nó biết không? Dạ thì thường thường có gắn hổ bớm, hổ sơn đồ. Ừ. Hổ sơn, hổ chuối, hổ ngựa. Đó. Ngày cái mình xui mình gặp nghe ổng độc nhất. Là con gắn hổ bớm là nó độc nhất luôn. Độc nhất luôn. Dạ. Với ngày cái mình nó cắn mình nó ngay hai cọng răng nữa. Cái gì? Chết hai cọng răng luôn. Nó cắt răng hết trơn luôn rồi. Tức là nó cắn chúng hai cọng răng hả? Dạ. Chúng hai cọng răng luôn. Mình hai cọng răng đây nè. Nhà mình cắt. Rồi mấy cái này là sao? Mấy cái này là kẹp dưới này. Đúng rồi. Lóc đưa xuống đây. Lóc nè. Là đưa xuống đó đó ha. Có ăn luôn tới đây nè. Nè, vết mổ nè. Dạ. Vết mổ như gan cái ổ mì mình vậy đó. Nó mổ tới đây. Ừ, bác sĩ mổ đó ha. Dạ bác sĩ mổ đó. Rồi nó mai lại rồi đó, giờ nó mai lại rồi đó. Hồi mới ban đầu á nó có như vậy không hay là nó chỉ là một cái chút xíu thôi? Không. Lúc đầu là kiểu mà mình ở nhà mình sẽ sẵn đi phải không? Cái mục nó bao lớn vậy nè. Ừ. Cái từ bự ra thì nó nổi mục tới đâu rồi nó hoại tử nó thúi tới đó. Nó cắn ngay khúc nào em? Ngay lỗ này. Nó cắn ngay cái chỗ này hả? Dạ. Mình thấy lóc không? Lóc trơn này là nói chung là lóc bỏ trơn luôn nè. Lóc bỏ chỉ là còn xương với răng thôi đó. Để chổng mà chống thọc hết trơn rồi. Ừ. Hiện tại là cái ở trong cái sức khỏe, cái tình hình của mình như thế nào? Dạ thì bữa nay nó tái lại nó hơi mệt. Trời ơi, cái giò quá trời luôn mọi người. Bị rắn hổ bớm cắn nè bà con. Mới đầu thì chỉ có ở phía ở trên đó có chút xíu thôi. Nhưng mà nó ăn luồn từ là phải mổ. Rồi em thấy tới trên này luôn ha. Cái đó nó mổ đó, nó lóc hết trơn, cục chuối đang đưa xuống đây. Kính thưa quý bà con, thì hôm nay mình đến thăm cái trường hợp của em Đạt này. Thì còn nhỏ tuổi quá, cũng như là đi bắt ếch. Rồi không may bị rắn hổ bớm cắn quý bà con. Hiện tại là bây giờ là gia đình đi điều trị cũng tốn chi phí rất là nhiều luôn. Khoảng là bao nhiêu, mình đi tới giờ là bao nhiêu bệnh viện hả chị? Như mình đi hai như cái ba cái bệnh viện đi. Ba bệnh viện. Dạ. Chợ Gãy luôn không? Thì Chợ Gãy đó. Chợ Gãy với đây. Ở Đồng Tam nó chuyển Chợ Gãy. Cái Chợ Gãy nó mới mình vừa cái mổ này ra nè. Vừa mổ mới có qua ngày sau là nó chuyển mình về ở Nhật Tân. Đó.
rồi như là chở nó quá tải chứ nó bị nhiễm trùng. Nhiễm trùng nữa hả? Dạ nhiễm trùng bởi vậy mới chỉ như đây là hút bơ cái đó ra đó, hút chứ không có rửa được nữa đó, mất lấy máy hút ra rồi mới chuyển mình về bệnh viện đó đặng đựng cho nhiễm trùng. Rồi mà miễn chở nữa thì bệnh viện đó nó chuyển ngược rồi, chờ gãy. Dạ. Vậy đó. Như bây giờ vậy nè, như bây giờ mà ở Nhật Tân nó không làm được thì chuyển ngược em lên chở lại. Cái chỗ này, chỗ dạ. Này là lấy cái phần đùi chỗ này đấy ha. Dạ, phần bắp chuối đó, lóc cho ăn cục đó luôn á. Con nghĩ sưng nè, sưng nay vòng qua đây, chân đeo qua đây nè. Ở ngoài thì mình thấy nó lành hết trơn rồi mọi người, nhưng mà hiện tại là đang ở trong nó vẫn còn, nó giống như là nó bị chấn thương hay là nó bị cái gì ở trong đó, mà nọc á, thì bác sĩ người ta nói là nọc đã lấy ra hết rồi mà vẫn còn nhức ha. Nó nhức là nhức về đêm hay sao? Dạ về đêm. Nhức dữ lắm hay sao nè? Dạ nhức ôm dọ. À, trời mưa hay sao đi bắt nhái hay bắt ếch hay sao? Ở đó đi về làm gì sớm rồi bữa ngay bữa trời mưa. Nghe ếch kêu là vậy là cái đùng ở trong này là trời mưa là ếch nhái đồ nó nhiều lắm hay sao? Dạ. Thì mình ở giường á. Trong mông là cho con có đám mưa đầu ếch dữ lắm rồi ai cũng bắt hết trơn á. Dạ đám mưa đầu là ếch nó nhiều lắm hả? Dạ. Ai cũng bắt chân bắt mấy giặt ruộng rồi nè. Cái bắt gà dài cho nó gãy. Ồ là ở ngoài này là có gắn hổ bớm rồi nó nhiều không? Ở cái đùng ở trong này á. Mình thì ít gặp hổ bớm lắm, hiếm lắm mới gặp. Hiếm mới gặp nó ha. Thường thường là gặp gắn gì? Hổ sơn, hổ chuối, hổ ngựa là nhiều chứ, quạp. Hổ sơn, hổ chuối, hổ ngựa. Gắn chằm quạp. Dạ. Mà mấy con đó nó có độc không? Độc chứ, mấy con nó độc lắm luôn. Nó cũng độc luôn hả? Dạ. Nhưng mà con hổ bớm là nó là chúa luôn hay sao? Dạ, hổ bớm mình hiếm lắm mới gặp nó. Trời ơi, sau khi mà bị gắn hổ bớm cắn, nói chung là em cũng sợ quá mà chạy về mà không có kịp á, không có quấn dây kịp á, mà nọc nó chạy lên là lúc đó là xỉu bất ngờ là ở trước nhà luôn nha. Kính thưa quý bà con, thì mình làm cái clip này để gửi đến những cái người thầy giỏi chuyên về ở bên gắn này, bên nọc này, thì không biết là hiện tại là bây giờ là cái tình hình của em nó như thế nào mà thấy bây giờ nó còn sưng nữa nè. Hôm dài mình có đi thành phố nữa không? Dạ chưa đi. Hết khả năng nè. Dạ. Rồi miễn mà bác sĩ ở đây nó điều trị được á thì nó điều trị cũng được thì nó cũng chuyển mình đi. Chuyển ngược mình lên chảnh lợi. Rồi lên chảnh nó làm mà cái nó mới chuyển ngược về nữa. Ra đợt đầu vậy đó. Để quay cho bà con xem. Rồi gắn hổ bớm cắn nha. Mà cái vết cắn của gắn hổ bớm này, thật sự là rất là dữ mọi người. Không ngờ luôn. Còn gắn hổ mang là ở trong này nó có không? Hổ mang nào giờ mình cũng chưa thấy hổ mang. À, không thấy hổ mang, chỉ gắn thấy mấy con gắn kia thôi. Hổ bớm cũng không thấy luôn ha. Hổ bớm là mình không thấy, chỉ là con mình nó thấy thôi. Con mình nó bị là nó tả là mình biết nó. Nó sao đặt? Dạ nó cũng gần giống như con dầm quạp thôi mà nó bông bự hơn. Bông bông nó như con chăn vậy hay sao? Nó màu lá cây. Nó màu lá cây quá thành ra nó ẩn mình ở trong cái bụi lùm đó đâu, nó tiệt không đâu thấy đâu. Dạ, gửi cho 500 cho em nó uống thuốc ha. Rồi, cảm ơn. Dạ, 500 của cô Nhật Từ. Dạ. Hôm hổm thì nó mới dậy đi bằng ghế. Dạ. Bữa nay cò được rồi. Ôi ôi, gắn hổ bớm nó cắn mọi người. Quá trời luôn. Rồi thôi, cũng còn mong cho em Đạt mau hết bệnh ha. Cũng mong được những thầy giúp đỡ rồi để điều trị cho em. Hiện tại bây giờ cái bệnh này đang hành mà đang nhức nữa, không biết như thế nào. Thôi cố gắng ha. Rồi cùng mình cũng gắng niệm Phật đi ha Đạt. Cảm ơn. Thôi chào chị nha.